Ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội thêm nhiều ca mắc COVID-19. Hà Nội sáng mùng 1 tháng 9 ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19. Trong đó riêng ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có 23 ca. Ổ dịch này đã có 372 ca. Sáng mùng 1 tháng 9, thành phố Hà Nội ghi nhận 30 ca mắc COVID-19. Trong đó có 8 tại khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa. 30 bệnh nhân đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Trong số 30 ca mắc Covid-19 mới này thì có 23 ca liên quan đến ổ dịch phức tạp nhất ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã ghi nhận 372 ca mắc Covid-19. Ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra và chỉ ra nhiều bất cập trong công tác phòng chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ngoài ra, quận Đống Đa có 3 ca tại Văn Miếu, quận Hà Đông có 2 ca ở Yên Nghĩa, huyện Đan Phượng có 2 ca ở Tân Lập cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.